có quần đấy nhưng mà anh sợ không đủ thời gian em ạ. Anh Quê Nguyễn hôm nay định lên áo gió trẻ em nhưng mà lại không về hàng kịp anh nhá. Lại không kịp. Không phải là không kịp mà hôm nay bọn kho nó giặt nhầm. Nó giặt nhầm sang áo phao. Giặt nhầm sang áo phao lông vũ. Chào anh Thao nhá. Định giá chán quá, hàng trả được. Anh nhận hàng rồi nhé, một chiếc không phải một côn. Ok anh. Cảm ơn em. Gia Lâm hàng không đi được à? Vâng đúng rồi, Gia Lâm hàng không đi được. Mọi người vào chia sẻ cho em nhé. Hôm nay em lên áo gió người lớn đây. Hôm nay rất là nhiều áo thể thao nhá. Hết rồi. Cái nào hết pin? Ba cái mà. Hết pin thì thôi. Hết pin thì ba cái rồi đấy. Hết pin thì làm trong âm thầm lặng lẽ vậy. Hết pin thì chơi chay. Ra đây con xem là chắc là chưa loát hết. Chào rồi. Em chào cả nhà nhé. Sửa lại đi nhá. Mọi người vào chia sẻ cho em đi. Nay em lên áo gió thể thao này, áo gió thể thao nhiều nhá. Có quần không ạ? Thực ra quần em có đấy nhưng mà em sợ không đủ thời gian lên. Anh Nguyễn Đức Vân chọn cho anh hai con á. Qua lên hết sự. Qua còn Nakaki nào, qua kiện hôm qua cuối cùng. Vẫn còn đấy nhưng mà nó không đủ size, em không muốn lên. Cả nhà chia sẻ cho em đi, lát em chia sẻ nhiều vào tăng view, lát em sell cả áo gió cho. Em bán áo rẻ. Bán như giày lúc trưa ấy. Bán áo gió như bán giày lúc trưa ấy. Đẹp quá. Anh chốt con áo này. Ôi trời, con áo này là con áo nào anh? Em lại xuống mất rồi, con này á? Con tím này anh? Xanh. À con xanh này anh Nguyễn Đức Văn? Phải thì ok em chốt cho anh luôn. Áo nào? Áo axit đây á? Đóng cửa lại con. Đấy. Đóng cửa, bật điều hòa, đóng cửa đấy. Lúc cười thì sai được, mà lúc không cười lại không sai được. Chết. Có cả áo lữ nhá. Hôm nay có cả gió lữ. Gió siêu mỏng. À con xanh á. Ở đây anh Nguyễn Đức Vân con xanh. Con xanh 150 anh nhá. Áo đỏ bao nhiêu cân mặc vừa?
Áo đỏ này như 65. Đẹp, con này đẹp này. Con này trên dưới 65 cân anh ạ. 70 cố được nhưng mà 70 thì không lên, 65 thôi. Con này 65. Có áo 55 không? Áo 55 nhiều anh nhá. Áo 55 có. Hôm nay thậm chí là có cả áo trẻ em nhá. Em có cả áo gió trẻ em luôn, vẫn có áo gió trẻ em đấy. Áo gió trẻ em luôn. Áo gió lữ màu trắng có. Đây, gió lữ màu trắng con đẹp. À không, con này trẻ em hay nữ? Ờ, à, lữ này. Đây. Lữ rất đẹp ạ. Gió lữ này. Kim đi em. 3 tiền. 150 đồng giá. Bán cái áo Asics đang mặc đi anh. Hôm nào bán áo nhà hết áo rồi anh ạ, còn mỗi cái này thôi. Còn mỗi cái này để mặc lên livestream. Thế anh thì 99k à tí. Ờ thì anh cứ ấy đi, tí nữa anh bán 99k cho mọi người. Không sao cả, em cười đi. À, lúc trưa thì anh vẫn ghi thế mà, làm sao đâu. À, em buồn cười. Tí nữa anh bán tất cả chỗ này 99k cho mọi người chốt mà xem. Cho đúng theo này. Chốt áo đỏ á, Dương Tuấn. Cứ em mặc là chốt hộ anh luôn nhé. Anh Nguyễn Đức Vân, à, quần đó anh. Áo cam size bao nhiêu đấy, à, bao nhiêu đấy em ơi. Bao nhiêu cân. À, áo cam ba. Con này mỏng. Áo đỏ là con nào? Đây, áo cam này, áo đỏ là con này. Dương Tuấn này. 150 nhá. Con này quần lữ này. Con này 55 cân chị nhá. 55kg. Đấy. À, gì đây, Minh Hằng Quản này. 55kg. Mỏng lắm, em không mặc được. Con này của HM. Con này của HM Made in Indo. Của lữ nhá. À, mới cứng luôn. Áo phông á. À? Áo phông qua em lên hết rồi. Giờ không còn áo phông nữa. Ok Nguyễn Đức Vân. Đấy, con này 55 cân này. Made in Indo nhá. HM này. 55kg mới tinh luôn. Lên mã đi. Rồi ok em lên mã nhá. Ok anh Vân nhá, chốt anh Vân áo xanh, chốt áo đỏ cho Dương Tuấn. Hôm nay bán sớm. Mọi người chia sẻ cho em đi ạ, lát em tặng nhá, em tặng nhiều đấy. Tặng nhiều mà giảm giá nhiều đấy. Đông người chốt sẽ giảm giá nhiều ạ. Ok anh Vân, lâu lắm không bảo ủng hộ em. Ok. Con này à, con này đầu la em lên mã. Ờ. Chờ anh tí. Còn từ bóng sang nhá. Từ bóng trắng ấy. Còn nó sang á? Sang làm gì? Sang làm gì có từ bóng mà lở mặt ra cười lên. cau. Con này em bán 99k này. Bài hát con đập. Chuẩn MC ạ. Nhưng mà buồn cười. Con này lên cho em mã 16 nhá. 99k mã 16. Con này nhiều tiền đấy, mới lắm. Mã 16. Hôm nay nhiều áo á, áo gió thể thao nhá. Áo anh đang mặc bán không? Ôi. Anh đang trực chốt Covid đây, ok anh. Con này 75, 80 cân này, 75 cân này. Em này gió trên dưới 75 cân nhá. Đây là ví dụ gió này gọi là gió thể thao mọi người nhá. Trên dưới 75kg ạ. Em này trên dưới 75kg. Con này lên trên má 70 có 150k đấy ạ.
Ok anh. Con này mà con hăng mờ này mà không chịu. Ồ rồi chị. Con này của Reebok này. Em gió này của Reebok cho em nhá. Reebok nhưng mà con này bé này. Con này chỉ tầm 45-50 cân thôi. Con này của Reebok nhá. Reebok 45-50 cân ạ. À. Các bác con chốt về cho các bé trai nhà mình này. Lên cho em mã 14 của Reebok nhá. Mã 14 của Reebok ạ. À. Là cái con ấy đấy. Đây à. 16 cho Trần Nhật Phương. Con này đẹp lắm. Đẹp mà con này đẹp lắm. Em này 55kg này. Thời áo mà anh đọc giá khác thì em à. Nghe được. Đấy chị chỉ. Con này trên dưới 55 cân này. Con 14 này bao nhiêu? Lên trên mã 66. Con đi vẫn bình thường. Mã 66. Anh Minh Hiếu. Con này ở trong nót nỉ này, đẹp. Con này 65-70 này. Trên dưới 65kg nhá, chất này. Mã cách số điện thoại, anh xin đặng lên số điện thoại cho em. Đá nhá. Luôn là chất này luôn. Trên dưới 65 cân. Con này dáng đẹp lắm nhá. Em cho khóa mà mọi người nhìn, đã luôn. Ok dạ, chưa? Em như anh, mỗi tội anh bụng to hơn. 65-70 cân. Chốt nhiều quá. Chắc bia 66 lên số điện thoại cho em anh xin đọc ơi. Chắc bia nhiều hả anh? Con này mã 57. Cái này mã 57 này. Ok chốt 66 anh xin. 57 nào giá khác anh phải tự bảo nhá. À ừ được rồi ok đây. Ok em. Em cứ cười lên là được rồi. Em chỉ cần cười thôi là được rồi. Em đang nhận với anh. Hơn 10 ngày chưa nhận được hàng kiểm tra lại. Nhảy xốp, ok anh, bao bao. 66 anh xinh đặng. Con này trên dưới 55 cân. Con này 55 cân nha. Số điện thoại cho em nhá. Trên dưới 55kg. Lên trên má 41. Má 41. Xong chưa con? Có bao nhiêu áo cộc tay đẹp. Ông chủ anh mặc Tô hết lên rồi số điện thoại cả. Lấy đâu ra à, gì nhỉ? Em cao 1m74, cân nặng 69 cân nhá. 69 cân. 1m74, cân nặng 69 cân. Mọi người muốn kiểm tra đơn hàng thì gọi điện vào số chăm sóc khách hàng nhá, cả nhà nhá. Con này đẹp dã man luôn. 57, mọi người lên số điện thoại cho em. À quên mất nhà. Quên mất thủ tục ra. Mọi người lưu ý nhá, chốt hàng bên em luôn luôn phải cọc nhá. Cọc đi hàng mọi người được kiểm tra hàng. Mọi người được... Bên này nó hay khóa trái nhỉ. Mình thì hay quen tay phải. Mọi người đừng có lên mã không, không được đâu. Lên cho em thêm cái số điện thoại vào nhá. Con này như kiểu con vớt ấy. Lên 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 số điện thoại kèm theo mã. Chị Quỳnh Anh cứ cười lên mọi chuyện để anh phúc lo. Em này trên dưới 70. Con này mới tinh luôn. Trên dưới 70. Đó, trên dưới 70kg. Đẹp nhá. Áo gió thể thao đây. Mình cũng quen quá trái. Ai lên số điện thoại mã 57 mọi người ơi. Lên cho em mã 04. Mã 04 ạ. Chồng có nhìn thấy không? Không. 04. 41 cho Nhi Hòa. Mã 57 là Thanh Tào. Thanh Tào là lên mã 57 chốt. Không, lên số thu, à 57 thu Hà Đàm đây này. 57 Thu Hà Đàm. 41 Nhi Hòa. Người lớn hay trẻ em vậy? Con nào trẻ em bảo. Con nào còn con nào không bảo là người lớn nhá. Cái nào trẻ em thì em báo mọi người nhá. Con 57 đẹp nhức nách luôn. 57 cho anh Thu Hà Đàm. Chị Thu Hà Đàm.
con này hai ba lớp liền, con này có lớp lưới trong nhá, lớp lưới trong này. Con này đi mùa đông thì kể cả con này như chống được cả nước này. Con này 70-75 kg có mũ này, 75 kg nhá, 70-75 kg rất là mềm luôn. 04 anh Phương Nguyễn, con này lên trên má 15. Má 15 không đóng cửa này bố à? Định đây là gió trẻ em nhưng mà bọn nó giật nhầm mất. Con này nữ hay nam anh nhỉ? Nữ sao nhỉ? À, nó là em tối mai nhá. Con này nam hay nữ? Nữ à? Phải không? Em này áo nữ này. Đã cái số điện thoại ạ. À. Chị Thủy Đào lên cho em số điện thoại. Hello, Liên Bình An. Con này nữ rồi. Nữ con này 55-60 cân. Con này lữ trên dưới 60 cân này. Con 15 đẹp kinh người. Lữ trên dưới 60 kg. Đẹp. Con này má 08 ạ. Má 08 nhá. Áo gió choàng nữ. Má 08 mới tinh. Nguyên bộ khuy thôi. Nguyên bộ khuy thôi này. Đá xịn nhá, rất xịn luôn này, khuy này. 08. Anh chị Đào, con 15 rất đẹp luôn. Dù ơi, con ra con đóng ngay cái cửa lại cho mẹ nhá. Chào anh Kiêm nhá. Kiêm. Anh tỉnh. Kiêm đẹp trai, tỉnh rồi à. Anh Kiêm tỉnh rượu rồi à. Anh Sáng ơi, lên em số điện thoại. Con này trên dưới 80 kg này. Anh Sáng có điện thoại rồi. 75-80 kg nhá. 75-80 kg ạ. Chốt cho anh Sáng. Con này 99k đây. Đấy em bán đúng theo hả? Hả? Bình thường em. Con này 99k này. Anh nhận mã chưa nhỉ? Ừ. Con này xem nào. Mã 99. Mã 99 luôn nhá. Con này mã 99 ạ. Nữ đây. Nữ 50-55 cân rồi, trời ơi, ai chốt được con này, quá là đẹp luôn. Rất mới cho em nha, mới lắm ạ. 50-55 kg, nữ nha, gió nữ. Lên trên má 69 ạ. Mọi người nhận con này không tưởng tượng được, mới đâu. Con này má 69. Má 69 ạ. Huy Vinh. Con dở khoác ra, dở khóa ra cho bố. Bố thưởng thế. Tiếp theo con này 75 cân này. Em này trên dưới 75 kg nhá. Ừ. 69 cho Ngọc Dầu. Tiếp tục con này 99k má 25. 69 Ngọc Dầu. Con này má 25. Thôi để bố ấy cho, thôi bố ấy cho, không để bố ấy. Thôi để bố ấy cho. Không cần. Con này nữ này. Bán cho anh cái áo đang mang ở người. Đấy. Áo đang mang ở người đi mượn anh ạ. À. Con này nữ nhá, nữ đẹp lắm luôn này. Nữ rất đẹp cho em nhá. Hả? À? Làm gì để thưởng á? Thôi con cứ làm đi. Nhá. Mà ra lấy khẩu trang kia đeo nhỉ? Nhá. Con này 55 cân của nữ nhá. Rất đẹp ạ. 100 cái. Thưởng tiếp thế, hôm nay không thưởng. Ăn không ăn. Con này lên trên má 55. Em này má 55 nhá. Con này trên dưới 55 cân, má 55. Không ăn, không thưởng gì hết. Rất đẹp luôn. Không khiến làm luôn. Cực kỳ đẹp con này nhá. Chị nào chốt vừa đẹp này. 55 cho Ngọc, chị Ngọc Dầu. Ngọc Dao này mạng khỏe thế. Tiếp theo. Gió thể thao này. Đấy. Bình thường. Anh có bảo gì đâu. Con này 70-75 cân ạ. 70-75 cân, con này má 51. Tiền Lăng và Phượng Vũ Kim ạ. Con này má 51. Đến lúc chiều tối mang sang thì nó lại giặt sư nhầm thành áo phao.
Không, Jun không ăn gì hết. Jun nó đang tuyệt thực. Con này mỏng thế nhỉ? Rất rất mỏng luôn. Thôi con này nó siêu mỏng. Con em tặng nhá. Tặng cho ai có huy hiệu chia sẻ có đơn hàng. À quên, huy hiệu chia sẻ thôi. Cứ huy hiệu chia sẻ là tặng nhá. Con này 60-65 cân. Lên trên mã 05. Em tặng mã 05 này. Mã 05. Năm năm 150 anh. Tổng giá mà. Năm năm có người chốt rồi. Tiếp theo. Mã này mã bao nhiêu? 05. Con này 75 ạ, trên dưới 75 kg nhá. Trên dưới 75 kg ạ. Trên dưới 75 kg con này. Chốt Minh Hiếu này. Chốt anh Minh Hiếu. Con này trên dưới 75 kg ạ. Con này cũng 99k này. Anh Hiếu từ quà này được bao nhiêu quà này? Em sẽ giảm giá rất là nhiều nhá. Rất là nhiều cho nên là mọi người chia sẻ cho em ạ. Anh em lật lên xem anh ấy chứ. Anh rồi. Xin mã 53. Con này made in Korea. Đẹp quá. Made in Hàn Quốc rồi. Đó, made in Hàn Quốc. Ok Phượng. Yên tâm đẹp nhất ngay. Con này 75-80 cân. Có cả áo phao lông vũ, cả áo dạ luôn nhá. Phượng cũng tìm nhá. Em này 75-80 kg nhá. Con này là gió thể thao này. 75-80 kg. Con này lên trên má 17. Em này má 17 nhá. Má 17 xem này. Hello Toàn đẹp dai. Chợ này mày đi đâu ấy? Made in Korea. Con này là con LBA. Mấy con này rộng này. Em này 75 cân ạ. Con này đẹp quá này. Trên dưới 75 kg ạ. Rất là đẹp nha. Rộng quá, 75 80 cân này. 75 80 kg ạ. Con này cũng 99k luôn, má 35 NBA. 17 cho anh người vùng than, mày biết rồi. Hư, hiểu chưa? Hư thì chỉ được thế thôi. Hư làm gì có chế độ cho người hư. Nào gập xem. Con này kiểu gió ngắn tay này. 17 cho anh người vùng than. Gió ngắn tay cho em nhá. Em này như kiểu lữ ấy. Đúng không ạ? Lữ hay nam em? Lữ hay nam? Em ơi. Con này kiểu gì ấy? Em này trên dưới 70 ạ. Chắc là để làm gì đây này. Đấy, kiểu làm ngắm tay mọi người nhá. Trên dưới 70 kg này. Con này cũng 99k lên trên má 67. Con này má 67 nhá. Lên 55 cân đi. Má 67 ạ. Không lên theo yêu cầu được ạ. Sao này. Ê. Không nghe thấy gì đâu. Kệ em phá thì khỏi phải chơi. Tiếp theo nhá. Con này 60 ạ, trên dưới 60 cân này. Em này trên dưới 60 có mũ này. Lên cho em má 11 nhá. Con này má 11, trên dưới 60 má 11 ạ. Má 11 cho em này. Xuống cái này nó đâu. Gió hai lớp, con này gió lưới này. Em này 75 ạ. 70-75 cân này. 70-75 kg nhá. 75 kg ạ. Em này 99k tiếp này. Lên cho mã 49 ạ. Mã 49 nhá. Tiếp theo này. Ai nhận đấy?
Em này 65 70 cân này, con này trên dưới 65 kg ạ. À. Trên dưới 65 kg nhá. 11 cho Huyền Vĩ Minh. Lên trên má 32. Em này má 32, trên dưới 65 cân má 32. Má 32. Con này của nữ này. Nữ này. 11 cho Huyền Vĩ Minh. Con này là áo của trẻ em nhá mọi người nhá. Áo gió trẻ em 45 50 cân này. 45 50 kg nhá. 32 cho anh Nguyễn Đình Tuấn. 45 50 kg em con này em không mặc vừa không mặc. Định mở ra mặc nhưng mà không vừa. Đây. Có con nào chỉ 45 50 kg ạ. À. Chưa. Đây như có mấy con rồi chưa chứ. Con này của trẻ em bán 99k nhá, lên cho em má 73. 99k má 73 rất là mới luôn. 45 50 kg ạ. À. Má 73. Má 49 cho Bình Dương. Đấy, con ý. 99 à? Đấy. Con này của Reebok này. Reebok nhá. Em qua bọn kia à? Sao không? Reebok ạ, à, con này rộng quá. 73 cho Ngọc Dầu. Con này Reebok 75 80 cân ạ. À. 73 cho chị Ngọc Dầu. Reebok 75 80 cân nhá, con này hơi lớn. Này, Reebok kìa. Con này lên trên má 22 ạ, à. Con này má 22 nhá. Tiếp theo con này dáng dài này. Ui, con này nữ hay nam hay dáng này? Nữ. Con này nữ rồi. Con này còn nữ nhá, nữ 55 60 cân ạ, à. Con này 60 cân này. Cái này 99k này, nữ 60 cân 99k. Con này 60 kg 99k nhá, mã 42. Con sang bên này đi, con sang bên này không chốt cửa lại. Em không cứ phá xuống này hả? Kệ. Việc, tiền việc con làm đi nhé. Yeah. À, với ông mình lâu thế. Ok anh Hoàng Văn Nhân. Tiếp theo ạ, à, em này 60-65 cân này. Con này có câu vai đẹp quá. 60-65 cân nhá. Em này lên trên má 62. 60-65 cân má 62 ạ. À. Em đang bảo để Quỳnh Anh để lại để em mặc mà. Mỗi lần có xích mích gì thì em ra mặc trêu người được. Giờ em đến bến xe Yên Nghĩa. Ôi chết mẹ rồi. Bọn nó lại sang đây mất rồi em ạ. À. Hưng Nguyễn Hưng ơi, bọn kho nó lại đi sang đây là phụ anh rồi. Thế bây giờ mai có đi qua đây được không em? Con này trên dưới 70. Trên dưới 70 kg nhá. Mới lắm. Con này gió lưới hai lớp này. Ở mai đi. Lên trên má 76 này. Má 76. À, khoác trẻ em có một vài cái thôi ạ. Tại vì là 76 chốt anh Vinh Cai. Hôm nay giặt nhầm á. Lấy chưa? Lấy gió cho em giặt chưa? Rồi. Tiếp theo ạ, con này trên dưới 60. Trên dưới 60 này. Ừ. Trên dưới 60 nhá. Này, lên cho em má 10. Em yêu chiếc khăn này. Con này má 10 ạ. À. Con này của Tommy này. Bảo ơi. Xì cây. Con này của Tommy nhá. Cụ tổ Tommy. Em này Tommy, con này 75 80 cân đấy. Con này
Con này 75 80 cân. Cai nghiện luôn. Tommy 75 80 cân ạ. À. Lên em mã 60. Nay nghỉ không có giày à? Mai giày mai nhá. Mai em lên tăng cường. Lấy ghế ra mà ngồi. Ngoài rộng quá. Con này 75 cân này. Nhìn thì làm sao? Em này trên dưới 75 kg nhá, 75 80 cân. Em này 99k này, lên trên mã 54. Mã 54. Đẹp quá shop ơi. Ok, cảm ơn Facebook Đắc Thủy. Em này trên dưới 70 này, 70 75 cân này. Con này 75 kg nhá, trên dưới 75 kg. Nhiệt độ si mất rồi á. Thân cường cho em đi. Em này cũng 99k mà 03 này. Mấy con này rộng thế, toàn rộng, phong rộng. Cùng một ruột à. Cho em màu đen cao 1m70, cân nặng 67. Anh đang bị con này nó hơi to. Hả? À? Con này rộng thế. Mấy con này nhỏ thôi. Lấy mấy con size nhỏ đi. Ô, con này bán lỗ này. Bán lỗ. Ông ba cho tôi vơi. Em này gió ba lỗ nhá. Gió ba lỗ nhưng con này chỉ 50-55 cân thôi. 50-55 kg gió ba lỗ có mũ nhá. Mới nhá, mới á. Em này trên dưới 50 cân đi. Con này 99k mã 909 đấy. Đẹp đấy, con đấy ngang Lai Ninh đấy. Tiếp theo ạ. Em này 55 cân ạ, trên dưới 55 cân. Anh làm thuê chỉ lấy quần áo và giày thôi ạ. Được đấy anh ạ. Ông xin chốt thanh bình thường. Con này 55 cân, con này cũng 99k mã 01 ạ. Ngoan thì nói chuyện nha. 01, 99k em ơi, ghi đi em ơi. Cái này là mai nữ. Con này màu. Con này khoái kiện. Em này trên dưới 60-65 cân nhá. 60-65 kg ạ. 60-65 cân ạ. Lên cho em mã 90. Con này mã 90 nhá. Tiếp tục 60-65 cân này. Ạ, trên dưới 60. Lên trên mã 02. Con này mã 02 ạ. 02. Con này của Colombia này. Comment trước mà chốt thanh bình vậy. Em này trên dưới 70 ạ. Con này 70-75 ạ. 70-75 nhá. Con gió thể thao của hãng thể thao Colombia lên trên mã 84. Con này mã 84 ạ. Con này của bé à? Của lớn à? Nào. Anh đang học không bạn đâu đấy nhá. Đưa đây. Phải chưa? Tiếp theo ạ. Đưa lên, nhặt lên. Con này trên dưới 65 cân nhá. Trên dưới 65 cân ạ. Nhặt lên đưa tận tay mẹ. Con này lên trên mã 24. Đưa tận tay mẹ. Tiền đấy, Colombia á. Vẫn thế. Rộng, không phải con này rộng. Ủa, con này phải 80 cân các bạn xem. Con này phải 80-85 cân. 80-85 kg này.
80-85 kg, con này mã cho là mã 47. Mã 47 cho em nha. Toàn là ấy thôi. Đây là dòng gió thể thao nhé cả nhà nhá. Gió thể thao, đa phần là gió thể thao nên nó rộng mọi người ạ. Nó rất là rộng. Chứ nó không phải dòng gió mà kiểu như là thời trang để mà mọi người. Hôm nay là gió thể thao ạ. Thế đồ đại gia không? Đây Minh Thắng nhá. Con này cũng 75 80 cân này. Anh Thắng không chào em ạ. Con này 99k mã 23. Các bạn. Hả? Chắc chưa nghe thấy em. Để cho em mặc. Em mặc này em đi đường. Con này cũng Colombia này, Colombia này. Em này trên dưới 70 ạ. Trên dưới 70kg nhá. Lên trên má 33. Trên dưới 70kg má 33 cho em này. Em ấy đi. Em xem cái con nào vừa size vừa đủ. Em là đại nghèo anh Minh Thắng nhá. Cái này nó lên. Đấy nó size nó nhỏ nhỏ. Lên cho nó đều. Ba ba chốt thanh bình chưa. Tiếp theo con này trên dưới 70 ạ. Trên dưới 70 này. Trên dưới 70 nhá. 65-70 được. Lên nhé má 12. Con này má 12 nhá. Quá xịn luôn con này. Đúng rồi. Rất là. Con này lữ này. Lữ này 60 cân ạ. Nữ 55 60 cân. Ngọc giàu, chốt đi. Nữ 55 60 cân nhá. Con này má 56. Má 56. Chị Ngọc giàu. Con này của hãng The North Face này. Nghe đồn chú Tú ăn toàn cua gì? Quỳnh đế. Cua hoàng đế. Quỳnh đế, Quỳnh đế. Con này của The North Face nhá. The North Face rất mới này. Rất là đẹp luôn ạ, mới. Con này 65-70 cân ạ. 65-70 cân. Cho anh mãi em ơi. Lên trên má 10. Con này má 10 nhá. Má 10. Chốt má kèm số điện thoại nhá. Má 10. Nguyễn Mạnh Giang anh không được má 33 nhá. Tiếp theo con này 75 ạ, 70-75 cân này. Có thể thao 70-75kg ạ. Anh Trung Hồng 70-75kg nhá. Con 10 đẹp lắm. Lên trên má 70 ạ. Con 10 chốt Hoàng Vân nha. Má 70 đẹp kinh khủng. Size nhỏ này hơi ít mọi người nhá, hơi ít. Con này tiếp tục trên dưới 70, đẹp quá. Con này đẹp. Lên trên má 15 ạ. Con này má 15. Con này 55 ạ. Con này 55 60 cân này. 55 60 kg. 55 60 kg ạ. Lên trên má 73. Má 10 đâu? 10 vừa xuống à? Chốt rồi. Timberland này. Phải không? 10 chốt rồi. À 10 chốt rồi. Con này lên trên má 73 này. 55 60kg má 73. Timberland này. Timberland USA. Con này cũng trên dưới 70 luôn. Timberland made in USA. Con này lên trên má 24. Con này má 24 trên dưới 70 má 24 ạ. Đẹp quá, con này đẹp.
15 có người chốt rồi anh Đào Mạnh ơi. 24 chốt Thanh Bình Chương. Cái này kẹp chốc lại rồi đây. Con này trên dưới 60 ạ. Đây này trên dưới 60 nhá. Rất là đẹp luôn. Bác mặc bên trong áo màu đen cũng được, phối rất là đẹp luôn, áo màu đen phối đẹp. Lên trên má 33 nhá, con này má 33. Tiếp theo. Nhìn rất ngầu luôn. Má 33 cô chú đã thổi. Trên dưới 60 cân ạ. Trên dưới 60kg nhá. 60-65 được. Nhìn rất ngầu luôn. Rất xì ngầu luôn. Lên mã 42. Mới cứng luôn. Mã 42. Con này 75. Con này trên dưới 75 cân ạ. Dáng này là dáng suông. 42 chút của anh UC. Đây là trên dưới 75kg nhá. 75 ạ. Con này lên trên mã 70 ạ. Con này mã 70 nhá. Mã 70. Tiếp tục. Con này trên dưới 65 ạ. 65-70 cân này. 65-70kg ạ. 65-70 cân này. Con này lên cho em mã 53. Con này mã 53 nhá. Con này mã 53 rồi. Tiếp theo em này Nike này. Em này Nike 65-70 cân. 65-70kg Nike. Em này 250. Con này 250k nên chơi mã 62. Để đi. Con này bị lỗi rồi. Con Nike này bị lỗi một tí rồi nhá. Bác là chốt con này em tặng này. 53 tiền mai qua. Nó bị sơn một tí ở đây này. Tặng luôn. Chửi cái đàn thuốc ấy. Con em cứ tặng đi. Bác là chốt con này tặng đi chứ. Má này tặng luôn này. Áo chui. Con này 70-75 ạ. Con này 75 cân ạ. Con này trên dưới 75 nhá. Trên dưới 75. Em cứ chốt con ý theo mã đi. 62 tiền mai qua. Xong rồi mai chụp cho khách. Con này 99k mã 51 này. Trên dưới 75 cân ạ. Một con áo thể thao này. Áo gió thể thao. Áo gió thể thao ạ. Con này 70-75 cân ạ. Cái này 70-75kg cho em nhá. Con này lên trên mã 67. Áo gió thể thao mã 67 này. Nguyễn Văn Hương chốt má kẹp trên thôi. Mã 67. 51 chốt Cường Linh. XXL. Mày mọc dính. Tiếp tục con này cũng 75 cân này. Con này 75kg nhá. Con này siêu mỏng luôn. 70-75 được. Con này mã 35. Con này mã 35 nhá. Tổng sao chưa nhận được đâu. Con này 75-80 cân. Con đơn rồi, tổng sao. Con này 80 cân đấy. Con này phải 80 cân nhá. Con này dịch này nó có trả mình rồi. Hôm tuần này chưa. Nên trên mã 69 ạ. Mã 69. Gió nữ đây. Gió nữ rất đẹp nha. Gió nữ 55-60 cân này. Cái này gió nữ 55-60kg mới lắm. Rất mới cho em ạ.
Con này lên trên má 17 ạ. À? Má 17 nhá. Cái kiện này nó nhiều size to. Nhiều size to. Mà em đang lên cho mọi người size nhỏ đây. Size to. Ba lăm trích như quế. Con này 55-60 cân nhá. Con này dáng suông ạ. 55-60 kg ạ. Con này má 32. Anh Thành Nguyễn này đi ngủ rồi. Vừa hôm trước bảo Thành Nguyễn là xếp 2 giờ lại. Thành Nguyễn lên phòng anh ngay nhỉ. Tiếp theo con này 70-75 cân này. 70-75 kg nhá. Con này rất là mới luôn. 70-75 kg ạ. Con này lên trên mã 60. Mã 60 nhá. Làm kiện áo vest ra á. Cái gì? Em không có để mà làm nhanh ơi, em cũng muốn làm lắm chứ. Không có để mà làm chứ. Đặt bao lâu rồi chứ? 60 mới có cải. Đặt lâu lắm rồi. Tiếp theo ạ. Con này 70-75 cân này. Em này 70-75 kg nhá. 70-75 kg ạ. Tiến bay qua không được anh ơi. Con này lên trên má 02. Đẹp quá. Con này má 02 cho em nhá. 02 ạ. Ôi ôi con này sờ sướng thế. Chất liệu gì mà dã man luôn. Áo gió thể thao này. Công hai chốt Lê Cần Việt Tiến. Thích lắm mọi người nhá. Con này 65-70 cân ạ, 65-70 kg. Con này lên trên má 54, má 54 nhá. Con này 75-80 cân ạ. Con này là con vét phải 80 cân ạ. 84 chút Hoàng Văn Nham. Con này cho bác nào 80-85 cân nhá. À, lên trên má 40 ạ. Con này má 40 ạ. Má 40. Gió thể thao này, đẹp này. Đông. Cái này 70-75 cân ạ. Gió thể thao 70-75 cân. 60 của anh Vũ Khải nhá. Con này lên trên má 06. Má 06. Dì ơi, dì vào trong này xem lấy danh kiện gió nữa. Con này của Reebok nhá. Cái này của Reebok này. Không sao, đúng rồi anh nhá. Reebok 65-70 cân ạ. Còn nếu không thì anh cứ xếp vào là xếp vào bình thường. 65-70 cân này. À, lên trên má 01 ạ. Con này má 01 nha. Con này trên dưới 70. Trần Văn Sáng anh không được nhá. 01 là con Reebok đấy. Trên dưới 70 ạ. Con này 70-75 cân này. 70-75 cân. Lên trên má 25 ạ. À. Con này má 25 màu đẹp quá. Xanh hụt. Con 1 cho Toàn Nguyên. Con 1 siêu đẹp. Tiếp theo ạ. À, con này trên dưới 65 cân này. Trên dưới 65 đẹp quá. Con này đẹp. 70 được nhá. Con này 70. 25 chốt. Đạo Mạnh. Lên má 41.
tập thế. Con này mặc cũng mặc vừa mà. Nữ. Nữ đây. Áo cân. Em này giò nữ nhá, 55-60 cân này. Nam nữ mặc vừa. Không, con này nam chứ làm sao nữ. Để xem nào. Sờ mó gì đây. Một mình hiểu. À con này có mũ này. Hình như thế. Ui giời, mẹ nó mỏng ghê. Con này chưa mặc bao giờ nhá. Đấy, có mũ luôn. Chưa mặc bao giờ đấy. Con này nam rồi. Trần Văn Sám anh sai cùng phát anh nhá. Anh phải lên mã kèm xuyên thôi. Em này 55 cân. Trên dưới 55 cân có mũ lên trên mã 09. Áo mới tinh luôn, chưa mặc lần nào. Mã 09. Ôi dồi. Trên dưới 55 cân này. Trên dưới 55kg ạ. Con này mã 84. Mã 84. Cho xem này, mã 25 á. Mã 25 em nhổ mã ra rồi. Anh không chốt được. À, anh không chốt được. Ồ. Con này mã 84 này. 55 cân mã 84 đây, đẹp. Trời văn sáng số mã phải có điện thoại anh nhá. Con này dáng rộng nhá. Dáng suông. Đặng Tòng Nguyễn chốt mã kèm điện thoại nhá. Con này dáng suông này. Con này 65 cân ạ. Trên dưới 65 cân nhá, 65 70 cân được. Lên trên mã. Có này mã 11. Mã 11 ạ. Mã 11 nha. Một chiếc áo gió trẻ em 25-30 cân này. 25-30kg áo gió trẻ em này. Khách quen khách cũ đều như nhau hết anh nhá. Con này còn nguyên tác mọi người nhá. Em này 99k lên cho em mã 55 ạ. Con này 99k mã 55 nhá. Con này 25-30 cân cho bé trai. Mã 55. Anh ơi không phải là vấn đề là chốt vẫn phải lên số. Tại vì nếu mà ai cũng không lên số ấy, thì em không có làm được đâu. Không lên số điện thoại là không, bọn em phải chờ lâu ấy. Chờ để xin số nó lâu. Con này trên dưới 60 cân. Mã 25-80kg mặc vừa cân. Tay hàm đi. Con này trên dưới 55 cân mã 23 này. Con này 60 cân được nhá, 55-60 cân mã 23. Mã 23. Mọi người chốt mã kèm số điện thoại cho em. 55 chốt Bình Dương. Chẳng như Ngọc Trinh luôn. Con này nữ sao? À không, nam đẹp quá, nam trắng này. Đẹp phải cháy luôn. Hình như con gì chỉ ca sao ấy, con nhỏ nhỏ này. Nhỏ đâu? Đi chưa? Con này trên dưới 65 cân. Cứ lại nó. Trên dưới 65kg nhá. Con nhỏ nhỏ, trước con ý. 60-65 cân ạ, lên trên mã 53 trắng, mã 53 mới tinh nhá. Phải không? Tở ra xem nào. Ờ đúng rồi đấy. Đẹp quá con này. Siêu phẩm. Con này trên dưới 70 ạ. Con này trên dưới 70 nhá. Em này 65-70kg này. 53 chốt Vinh Cai. 65-70kg ạ. Con này nó gãy mất cái tay khóa nha. Bác nào chốt con này em này 50.000 thôi ạ. Mã 47, 50k mã 47 về tay khóa cho em. Từ 100k luôn. Con này quá đẹp. Rất là đẹp luôn ạ. Mã 47. Tiếp theo này. Tôi tình áo tạo mạnh như thế.
Con này 55 60 cân ạ, à, có dán nhá. 55 60 kg. 55 60 kg. Lên cho em mã 04. Mã 04. Em này trên dưới 60 ạ. Trên dưới 60 nhá. 2, 3, chốt Hoàng Văn Nam. Trên dưới 60 lên trên má 14. Anh Đạo Mạnh vừa anh nhá. Má 14. Con đấy vừa anh ơi. Má 14. Con này 75 80 cân này. 04 Hoàng Văn Nam. 75 80 cân, 80 cân, bác nào 80 cân vừa này. 80 cân. Lên nhé má 08. Kevin này. 08. Xịn lắm. Xịn đấy. Đến từ một em đến từ Italy. Made in Italy này. Con này New Balance này. Lưu Allen. Rộng. Mấy con này rộng. Cái này rộng. Gió thể thao nó hay rộng mọi người nhá. Con này 75 cân ạ, 75 80 cân New Allen nhá. 75 80 cân New Allen. Lên trên má 43. Em này má 43. Má 25 giá bao nhiêu vậy? 25 nào? 25 xuống rồi à? Con này 150 anh ơi. 47 Hoàng Văn Nam. Con này trên dưới 65 cân. 65 70 cân được này. 50.000. Lên trên má 57 ạ. À. Má 57 nhá. Má 57. Tiếp theo. Trên dưới 65 cân ạ. Bác nào 70 cố được này. 65 70 cân. Lên cho má 16 ạ. Con này má 16 này. 16. 57 Nguyễn Đình Hưng. Em này chất liệu rất xịn mọi người nhá. Các bác nhá. Xịn lắm. Con này trên dưới 75, 75 80 cân. Có mũ nhá. Nó dáng rộng. 75 80 cân. Xịn lắm, chất. Chất đã luôn. Con này mã 66 này. Em này mã 66 nhá. Tiếp theo ạ, à, em này 70 75 cân. Áo thể thao ạ, à, gió thể thao 70 75 kg. Lên trên mã 22 ạ. Mã 22 nhá, 70 75 kg mã 22. Gió thể thao. Con này 55 60 ạ, 55 cân này. Trên dưới 55 kg ạ. À. Cho anh mã 27. Trên dưới 55 cân lên trên mã 11. Con này mã 11 nhá. Mã 11. Đẹp. Mã 11. Có quần gió. Quần gió bo gấu luôn. Em đây gió bo gấu trên dưới 70. Trên dưới 70 nhá. Con này 100k. Gió bo gấu trên dưới 70kg. 11 Phương Vũ. 100k. Con này siêu mềm luôn. Lên trên mã 53. Má 53 cho em nhá. Tiếp tục. Con này trên dưới 55 cân. 50-55kg ạ. À. 50-55kg. Lên cho má 73. Hôm nay có kiếm kề bên mà không thấy. Xôn xao. Ai?
Không hiểu. Em không hiểu. Ôi, con này đẹp thế. Gió đây, đỉnh, 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 đỉnh. 73 mình hiểu. Đẹp lắm màn luôn. Con này 65-70 cân. 65-70 cân lên trên má 04. Má 04 nhá. Đẹp lắm màn luôn. 04. Cái này gió Puma này. Mấy cái con hiệu thì nó toàn là size to thôi. Con 4 bên tay. Con này của Puma, con này 75-80 cân nhá. Puma 75-80 cân ạ. Gió Puma. Con này lên trên má 84 ạ. Sở chất sướng thật. Má 84 Puma. Cái này 65-70 cân ạ, 65 trên dưới 65 cân. Con này chất này. Trên dưới 65 cân ạ. Lên trên má 32. Má 32 cho em ạ. Má 32. Tiếp theo gió này. Mới lắm con này mới. Màu chuối. Con này trên dưới 65 cân ạ. À. Em này gió trên dưới 65 cân. Con này má 47. Không 4 chút nữa. Con này má 47 cho em ạ. À. Má 47. Đấy chung đây. Tiếp tục nha. Nên trẻ em giày đi chưa xốp. Rồi trẻ em chưa mai nhá. Còn 4 chút rồi. Con này 70 ạ. 70-75 cân này. Con này dáng suông 70-75 kg. 70-75 kg này. 47 suông Nguyễn. Lên má 40 ạ. Con này má 40 nhá. Con này hiệu pink. Gió thể thao này. Con này trên dưới 65 cân. 60-65 kg ạ. 60-65 kg, đẹp quá. Lên trên má 08. 08 nhá. 08 ạ. Tiếp tục. Em này 70-75. Tiếp tục gió thể thao này. Con này 70-75 cân này, 75 cân này. 75 cân. Cái này lên trên má 70. Con này má 70 nhá. 08 Hoàng Châu. Ủa con này rộng thế. Con này rộng 80 cân. Mấy bác 80 cân đi đâu hết rồi. Con này 80 cân ạ, 75-80 cân này. Và lên trên mã 69 á, mã 69 nhá. Em này gió nữ này. Gió nữ nhưng mà vẫn thử. Gió nữ 55-60 cân. Gió nữ nhá. Nữ 55-60 kg, tay đẹp. Lên trên mã 54. Mã 54 nữ này. Ôi con này màu đẹp thế. Con này 60 cân. Em này trên dưới 60. Trên dưới 60 kg ạ. Trên dưới 60. Lên trên má 09. 09 nhá. Con này chui. Con này dáng rộng chui. Phong cách trẻ. Con này mặc kiểu freestyle cũng được mọi người nhá.
bác nào trẻ trẻ mặc freestyle á, con này ưu tiên 99k má 51, con này từ 65 đến 75 cân má 51. Cho xem lại mã 25 đi, anh đẹp trai. Cho hồi nãy không tìm lại được, rút mã ra rồi không tìm được. Ông chín duy anh Nguyễn. Bây giờ mà cho xem thì mọi người ngồi chỉ nhìn thôi. Con này 70-75 cân nhá. Em này 70-75 kg ạ. Lên trên mã 02. Con này mã 02 ạ. Lâm mô cho Duy Vinh. Marvel. Con này 99k em ơi. Marvel. Marvel hay là người vô. Marvel. Con này 75 ạ, 75-80 cân này. 75-80 kg. Lên trên mã 24. Mã 24 nha. Mã 24. Em này Nike tiếp 75 cân này. Con này Nike 75-80 cân tiếp. Anh muốn anh Tilo Phạm mà cho anh ăn dịch không? Nike 75-80 kg ạ. Con này dáng rộng. Lên trên má, 60 ạ. Con này mã 60. Để Nguyễn cứ chốt đi anh ơi. Con này 55 cân này, trên dưới 55 cân. 55 cân nhá. Lên trên mã 14 ạ. Con này mã 14 ạ, 55 cân mã 14 này. Em này Adidas này. Adidas cũng 75-80 cân ạ, con này trên dưới 75 cân. Trên dưới 75 kg ạ. Adidas 75-80 cân. Mã 04 nãy em chốt đâu được mà không thấy chốt cho em. Chốt rồi. Con này mã 01 này. Mã 01, Adidas mã 01. Tiếp theo ạ, con này 65-70 cân. Gió đẹp. 65-70 cân ạ. Ở lên trên mã 42. Con này mã 42. Đẹp này, con này đẹp này. 65-70 cân mã 42. Con này của The Not Fade này. Đâu, ở trước. Ở trước à? Ở trước là The Not Fade á? À? Ừ. Anh từ con này. Anh không nhìn à? Không, không để ý. Con này trên dưới 70 này. Cái này 70-75 cân. Anh được con tặng nhá. Con này 70-75 cân này. Lên cho mã 16 ạ. Con này mã 16 nha. 70-75 cân mã 16. Tiếp theo. Em ơi, em để con dơ lót phay kia của anh này. Con này trên dưới 60. Cái này trên dưới 60 cân này. 16 Thanh Bình Trương. Trên dưới 60 cân ạ. Lên cho má 41. Má 41 nha. Con giờ nó phải kìa đẹp chứ mà. Đấy, màu đỏ. Ừ. Rõ đẹp mọi người. Bỏ đây, vứt đây thôi. Không chốt phí. Con này 55 cân ạ, trên dưới 55 cân. Con này trên dưới 55 cân. Lên trên má 03. Ông một chốt đấy Nguyễn. 03. Con này đẹp này mà, The Not Fade này. Hàng hãng rồi đó, mới. Đó đẹp. Nữ. Nữ cái nào? Nữ mà to này ạ. Con này 60-65 cân. Nữ kia mà, anh không hiểu biết dạ à, to thế à. Ờ, con này nữ được. 11 Nguyễn Đình Tùng. Nữ trên dưới 60. Anh nghĩ là nữ chỉ 50-55 cân. Chỉ là 60-65 cân được nhá, lên trên mã 67 này. Con này rất đẹp luôn. 67. Ra ra lên.
Mình tưởng nữ là 50-55 cân thôi. Vợ anh có 50 cân thôi mà. Anh điều. Con này ra ra men. Con này ra ra men, con này 75 cân này, trên dưới 75 cân nhá. Ra ra men trên dưới 75 cân. Sơ chất vải sướng lắm. 70-75 cân, con này má 15 ạ. Ra ra men má 15. Cảm ơn nó đẹp á. 15 lê tuần về tiết. Con này 60-65 cân. 60-65 cân. Lên trên má 70 ạ. Trung đinh thi có nhá. Con này má 70. 85 có, đưa cái con vét này. Đưa cái con vét ngay chỗ chú ấy, bên dưới, dưới chân ấy, dưới cái gối. Màu than than. Dưới nữa. Lật lên. Không lưới nữa. Đấy, tay rồi, tay không con. Đấy. Con này 85 cân đấy anh ơi, con này đẹp này. Phải con này không nhỉ? Không phải con khác em ạ. Có một con như này nữa. Có con. Con này 85 cân đấy anh ơi. Gió 85 cân này. Chuẩn 85 luôn. Lên trên má 01 ạ. Má 01. Ngọc. Anh chốt lại vài cái em tí em kiếm cho. Mấy con 85 nhỉ? Tiếp theo. Con này chất liệu gì mỏng không? 361. Con này của 361 này. 361 trên dưới 70 cân nhá. Mới lắm. 01 Trung Đinh Thi. 361 trên dưới 70 cân. Em này lên trên má 62. Má 62 ạ. Nụ cười em. Con này là 55-60 ạ. Con này trên dưới 55 cân. 55-60. Lên mã 57 ạ. Mã 57. Ra chưa? Sắp ra chưa? Hôm nay nó đập máy rồi. Ra rồi, mới đập. 62 Việt ca. Ra nó đập máy. Anh tặng em vợ. Ừ. Thôi, tặng gì? Con này 70-75 cân này. Gió một lớp. Một lớp 70-75 cân. Con này bác nào chốt 99k. Lên trên má 55 ạ. 99k má 55. Ốc oai. Ốc oai ợp. Con này 65-70. 65-70kg này. Lên trên má 56. Con này má 56 á. Má 56. Tiếp theo con này 80 này. Con nào trên dưới 80 cân. Này nhiều, rộng nhiều. 75-80 cân ạ. 75-80 cân dáng xuồng nhá. 56 Việt ca. Lên trên má 33. Con này má 33 nhá. Con của anh Việt ca đẹp lắm. Tin ốc oai. Con này trên dưới 80 tiếp này. Đây trên dưới 80. Rộng quá, rộng xong mấy em. Bắt là 80-85 được nhá. 80-85 được. Anh Hoàng, hello chị Quỳ Anh. Lên trên má 17. Điện thoại đâu? Má 17 ạ. Tin đấy mà. Nữ à? Nữ trắng đây. Nữ trắng con này 50-55 cân nhá. Nữ trắng 55 cân. 55 chốt Thanh Bình Trương. Lên trên mã
12, con này mã 12 ạ. À? Mã 12. Con này 99k. Ủa? Cái này trên dưới 5 năm cân tiếp. Còn gần 1 lượng. 55kg. Con này mã 25. Mã 25 cho em ạ. 17 phương vũ. Nike. Con này Nike này. Nike. Nike. Con nhạc trên dưới 70. Vẽ ra thì thế, ai là người dọn? Alo. Nike trên dưới 70 ạ. Mẹ cho con 5 phút, bắt đầu tính giờ. Đó. Bắt đầu chốt con Nike này 200k mã 06. 200k mã 06 ạ. Đẹp quá. Thế á. Anh cứ chụp anh gửi vào mấy cho em được. Mày em thấy. Con này trên dưới 70 này. Chứ ông lai mà có ông vì cậu chỉ chính là em vẫn bán 99k bình thường mà. Con này trên dưới 70kg này. Từ nãy giờ ông thấy à, từ triệu, à, từ từ đầu đến giờ em bán rất là nhiều rồi. Thật chưa? Một phút rồi. Cho mã này. Con này trên dưới 70 cân à, lên cho em mã 55. Con này mã 55 nha. Chốt mát em xuyên hại nhá. Tiếp theo em này trên dưới 70 này. Con này trên dưới 70. Trên dưới 70 nhá. Con này một lớp này. Con này cũng 99k đây. Mã 73. 55 chốt Vũ Huyền. 99k nhiều mà em bán nhiều lắm. Trung Đinh Thi chốt mát em xuyên hại nhá. Con này giảm gì à? Cục mới đẹp lắm. Cục mới dẫn lên. Cái này đang không đang. Cái này là bị ép thì đã chỉnh khóa xong. Bay 65-70 cân. Đúng rồi anh nhá, chuyển khoản mấy hàng 65-70kg ạ. Vẫn còn đấy. Con này lên trên mã 03. 3 phút rồi, còn 2 phút nữa. Con này mã 03 này, 03 nhá. Con này đẹp đẹp đỏ ra. Con này 70-75 cân. Đẹp dã man luôn. Kinh khủng. Con này 75 cân ạ. À. Con này trên dưới 75kg nhá. Bạn nào 80 cũng được đấy. 25 chốt với Sơn Hiền. 75-80 lên trên mã 15 ạ. À. Con này mã 15 nhá. Xong hết rồi. Con làm xong 75 chưa? Trên dưới 70. Em này trên dưới 70 này. 15 lên cần biết tiếng. Trên dưới 70. Con 15 đẹp lắm. Lên nhân mã 24. Con này mã 24. Em đừng có để gì đâu. Mã 24. Trên dưới 70. Trên dưới 70kg ạ. À. Con này mã 42. Cái này mã cho là mã 42. Mã 42 ạ. À. Con toàn gì kia mà mọi người thích à. Con dã man đẹp luôn. Em gặp con đấy để lên ghế thôi. Tiếp tục trên dưới 65 cân này. Trên dưới 65 cân nhá. Lên trên mã 16 ạ. Mã 16. Tuấn Lê có anh nhá. Có con trên 80, ở chỗ chú ngồi có một con 80 đẹp lắm. Trên 80 đẹp. Con này 65-70 này, trên dưới 65 cân. Thấy con nào to đây. Cái con mà như kiểu vét đấy đấy, con kiểu cơ cầm kìa.
con là trên dưới 65 cân này. Lên nhân má 32. Má 32. Đây anh Tuấn Lê này. Anh chốt con này trên 80 cân, con này như kiểu gió vét. Vét gió. Rất mới luôn. Cực kỳ mới luôn. Anh, đúng rồi anh nhá, cọc mới đi hàng. Đấy. Và anh Phương Nguyên. Con này nó giống như kiểu vét gió ấy. Đấy. Anh mà 8 trên 80 cân là vừa này. Em có 69 cân thôi. Nó hơi rộng. Anh chốt thì ok thêm cái nhá. Nếu mà anh không chốt thì mọi người chốt 5 mã 56. Cho anh Tuấn này, nếu mà anh chốt này. Con này trên dưới 70. Trên dưới 70 ạ, 65-70 cân này. Đẹp dã man luôn. 65-70 cân ạ. Lên trên má 11. Má 11. Trung Đinh Thi. Trung Đinh Thi chốt thì lên em số điện thoại thôi nhá. To đen rồi. Ôi, con này hoa hậu. Nữ đấy. Được à? Con này nữ 55 này, nữ trên dưới 55 cân, 55-60. Con này của thương hiệu Toren nhá. Mới 100% luôn. 55-60 cân lên trên mã 67. Mã 67. Ơi. Lại chồng xe mà, vừa bảo nó xe thì cho bà học. Con này trên dưới 60 ạ. 60-65 cân. 67, Minh Hiếu. Lên cho má 41. Má 41 à? Có mà. Con này của Trên Piền. Gió Chép Phiền này. 41 Nguyễn Đạt. Con này 55 cân thôi. Con này trên dưới 55 cân ạ. Rất là mềm luôn. Em này 99k lên trên má 70. 99k má 70 ạ. Con này của trẻ em à? À đấy, nữ. Lông Vũ ấy. Con này phao lông vũ của nữ này. Phao lông vũ của nữ con này 55-60 cân. Phao lông vũ nhá, của nữ 55-60 cân ạ. À. Lông vũ nhá. Lên trên má 84. 150. 70 Hùng Lê nào. Tiếp theo con này trên dưới 70. Trên dưới 70 gió. Màu đỏ. Màu đỏ chứng tỏ. Đẹp ra. Trên dưới 70 lên trên mã 08 ạ. Con này mã 08 nhá. 08 cho em này. 08. Em không thể níu tay anh. Nụ cười đã tắt. Đằng sau nước mắt. Buồn nhất cái anh trưa nay sốt sảng. Và xeo hỏi nhiều lắm chút thì cười. Mãn nguyện cái gì? Em không hiểu. Tiếp theo cho em con này nhá. Con này 75 cân này. Con này trên dưới 75 cân ạ. Tiếp tục em này 99k này. Lên trên má 53. Con này 99k má 53 nhá. Má 53 cho em ạ. Chắc anh trưa nay sốt xả và xeo. Hỏi nhiều lắm. Sốt chỉ cười. Hỏi nhiều lắm á. Nụ cười của Phúc Mãn Nguyện. Cái câu bảo đây 99k. Thì em vẫn bán 99k mà. Nhiều mà anh bảo em bán nhiều. Tiếp theo cho em nhá. Con này trên dưới 65 cân ạ. Trên dưới 65kg ạ. 65-70 cân này.
53 Huy Vương. Lên nhé, mã 66 này. Anh Đạo Mạnh, anh chốt để mã kèm xuôi. Con này mã 66 nhá. Mình thì mình không muốn giải thích về cái câu comment của bác, nhưng mà các bác, kể cả các bác vào cửa hàng ở trung tâm thương mại họ treo biển cũng vậy thôi. Người ta sale thì nó sẽ có nhiều dạng hàng sale, mà sale thấp nhất thì là 99k. Mọi người xem bất kỳ đâu cũng thế thôi. Thì cái đấy là cái marketing, nó là rất là bình thường. Đúng không? Đúng không? Mọi người kể cả ở đi dọc đường thế, họ sale nói đúng mà. Vào sẵn sàng đúng có hàng 99k thật. Mà em bán nhiều 99k từ đầu đến giờ, nó là chuyện bình thường chứ. Đúng không ạ? Có gì đâu mà em phải cười mãn nguyện. Cái đấy nó là cái mà marketing thì mọi người kinh doanh thì mọi người hiểu. Đúng không ạ? Đây là em nói sự thật chứ không phải. Tiếp theo nhá, con này 60-65 cân ạ. Con này 99k mã 40 này. Mã 40 nhá. Tiếp theo này, con này nhỏ, con này 40. Tiếp theo nhá, con này 40-45 cân này. Con này 40-45 cân ạ. Em này 50k lên cho em mã 60 ạ. 40 Phương Lan. Con này cho các bé nhá, 50k mã 60. Mã 60 ạ. Tâm 70 anh chốt được không? Tiếp theo cho em con này 75 nhá, 75 80 cân. 75 80 kg ạ. 75 80 kg. 75 80 kg ạ. Con này lên cho em mã 62 99k nhá, mã 62 99k này. 99k. Con này gió một con này nữ rồi, nữ. Nữ lên sao được. 60 Tuấn Anh Hàn. Em này nữ này. Con này chất liệu rất là thích nhá các bác nhá. Con này để trong phòng. Con này nguyên tắc. À con này hai lớp khóa. Nó khóa mà là khóa hai bên. Cái gì? Hả? À? Chui à? Tiếp theo cho em nhá. Con này 65 cân ạ. Trên dưới 65 kg. Em này trên dưới 65 kg nhá. Lên cho em mã 02 ạ. Con này mã 02. Mã 02. Trong một cái chiến dịch sale của một cái cửa hàng thì có rất nhiều loại hàng, chủng loại và với mức sale khác nhau các bác nhá. Thì đương nhiên để mà hấp dẫn thì họ phải nói những cái mức sale thấp nhất quảng cáo đúng không ạ? Cho nên là mọi người kinh doanh mọi người hiểu. Con này mã 02 cho em ạ. Con này Việt Nguyên. Con này trắng này. Con này trên dưới 65 cân này. Màu trắng trên dưới 65 cân nhá. Trên dưới 65kg ạ. Con này lên cho em mã 04 nhá. Mã 04 cho em. Cái gì đấy? Con bé nào 25-30 cân. Con này là kiểu gì? Yếm này. Yếm gió này. Yếm gió cho bé 25-30 cân. 25-30 cân à? Con này em tặng nhá. Yếm gió 25-30 cân em tặng chắc bé gái à? Phải không? Bé gái đều mặc hết. À, yếm này hình như mặc với cái áo sơ mi đúng không? Sơ mi áo phông. Em tặng lên trên mã 69 25-30 cân mã 69 nhá. Mã 69 em tặng ạ. Con này gió hai lớp mùa đông rất ấm nhá. Và trên mặc một cái áo len nữa cũng được, hoặc áo thu đông nữa rất là đẹp. Tôi muốn phong quý ơi. Con này gió nữ này. Gió nữ 50-55 cân này. Gió nữ 50-55 cân nhá. Con này nguyên tác này mọi người, tác này. Đấy, nguyên tác nhá. 50-55 cân. Lên cho em mã 14 ạ. Mã 14 cho em nhá, mã 14.
Ôi nhỉ, con đi ba, con mã bao nhiêu? 69. Anh Minh Hiếu nhiều được rồi, đây con này cho Phương Vũ đi. Chốt đầu tiên. Phương Vũ rồi. Tiếp theo nha. Em này của Lữ. Con này nữ ạ. Nữ phải. Nữ là. Em này Lam này, 55 cân này. 55 cân con này mã 22, 99k tiếp này. 55kg ạ, 99k mã 22. Con này nam nữ vẫn mặc được. Con này gì đấy? Mã gì đấy? Con này 65-70 cân nhá, 65-70kg ạ. 65-70kg ạ. Ôi, con này có cái gì đằng sau này? Em Tâm được à? Ở ngoài ấy. À, trang trí à? Không phải trang trí, nó sẽ điệu. Ờ. Con này nó còn... Nè. Nó bé như kiểu này. Ờ. Đẹp lắm. Mùi tôm, hớt hớt tôm. Ừ, kiểu gì ạ? Kiểu này. Trong ngoài này nó có cái túi. Đằng sau có túi đúng không? Khóa lại. Ừ. Con này 65-70 cân này. Ờ, đây thế. Con này để đi du lịch hay gì đấy. 65-70 cân ạ. Phượt. Lên nha mã 14. Con này mã 14 nhá. Bị qua mất dây, thì dây thể thao rồi sốt, qua mất dây thể thao để thôi. Tiếp theo. Con này 65-70 cân ạ. À. Áo thể thao 65-70kg. 65-70kg ạ. À. Chào Lưng Hạ. À, gì Bùi đấy. Con này lên cho mã 47 nha. Con này mã 47 ạ. À. 14 chốt lên cần cái tiếng. Mã 47. Nữ à. Em này nữ 55-60 cân. Màu sắc. Nữ 55-60 cân ạ. À. Em này 99k này. 99k mã 54 ạ. 99k mã 54 nhá. Con này nữ lót sao? Em này Adidas này. Áo thể thao. Ờ, không nào. 65-70 cân. Adidas 65-70kg ạ. Còn con nào trên 80kg không? Nhiều lắm anh ạ. Vừa nãy bao nhiêu? Con này mã 01 ạ. Mã 01 nha. Con này của Chicago LBA rồi này, bóng rổ ấy. Chicago LBA. LBA. Áo thể thao tiếp con này ạ. Đây con này 80 cân đấy cơ. Con này 80 cân trên 80 cân. Cắm pin, cắm sạc kia vào. Kia sạc trên kia kìa. Cắm sạc vào cái nó bấm lên mà. Đây anh ơi. Lên cho mã 49. Con này trên 80kg mã 49. Chicago California. Đây Reebok đây anh. Cũng trên 80kg luôn Reebok này. Con áo này của Reebok trên 80 cân nhá. Lên cho mã 70. Reebok chốt luôn vào ngay đi anh ạ. Mã 70 trên 80 cân. Mai có giày thể thao. Cái gì? Con à? Để ăn đi. Ờ, giày thể thao ngày nào em lên mà. Yên tâm. Không ở đâu. Mai kia lên toàn giày thể thao luôn. Cả trẻ em luôn nhá. Con này made in London. Phản quang nhá. Toàn bộ trên này phản quang này. Toàn phản quang đi buổi tối sáng trưng. Đẹp rồi ôi. Siêu đẹp luôn.
Con này Phản Quang nhá. 47 Nguyễn Đạt. Con này 65 70 cân. Đấy mở tủ đấy. Con này ăn để ăn. Bán là chốt con này 200k lên trên mã 51 này. Đấy đi. 200k rẻ. Mã 51. Được chưa? Y được chưa? Phải bập cái ấy lên. Bật cái T-Bot lên. T-Bot rồi. Đây, đây, đây. Yes. Ok. Ok, con dê. À, được rồi đấy. Giờ nó đang bầm giờ rồi. Tiếp theo là trên dưới 65 cân, đẹp chưa? Trên dưới 65 cân ạ, 65 70 được nhá. Con này 65 70 được này. Con này má 10. Con này má 10 ạ. Cậu chắc nó ra cái bát to ấy. Made in Bangladesh. Con này là Made in Bangladesh. 51 Việt Nguyên. Con này 200k em. Made in Bangladesh. Con của anh Việt Nguyên đấy. Con này 65 70 cân. London. Mới nhá. Rất rất chi là mới. Cái này lên trên mã 09. Con này mã 09 cho em ạ. Mã 09. Chốt đi. Em rút cái giáp kia ra cắm lại. Đấy cái giáp. Ừ. Con này trên dưới 65 cân. Việt Nguyễn được mấy cái rồi Quỳnh Anh. Mọi người chờ em tí là máy in nó in gái nhá. Con này 65 70 cân đẹp quá. Mã 20. Ờ. Lên cho em mã 70 này, con này mã 70 nhá. Mã 70. Việt Nguyên anh được 23 cái rồi. Em ơi, đưa con đỏ đỏ này đây xem nào. Đấy, 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 con đấy. Chúc mừng ai chốt được con này. Con này đẹp như thế này. À, con này là con đấy nhỉ. Con này anh tưởng chốt rồi. Con này lưỡi nào. Con này lưỡi rồi, lưỡi. Cái này lứa ạ. Làm, làm, làm. Con này chỉ 45 cân thôi. Nữ mà anh. Được ạ. Ừ. 50 cân đấy. 50 cân, nữ trên dưới 50 cân ạ. Để em khóa lại cho mọi người nhìn dáng nhá. 5 cái màu rồi. Ôi, rung tim luôn ấy. Em không vừa đấy. Em vừa em không bán con này. Kinh người. Trên dưới 50kg. Màu pha cũng hiếm. Trên dưới 50kg ạ. 50kg nhá.
Con này lên trên mã 60. Con này mã 60 đẹp này. Ô. Bé trai đây. Con này của bé trai đấy ạ. Con này bé trai 45-50 cân. Bé trai 45-50 kg. Con này 99k lên trên mã 49. Giờ lót phây của nữ này. Con này giờ lót phây của nữ 55 cân ạ. Trên dưới 55 kg của nữ nhá. Giờ lót phây của nữ trên dưới 55 kg. Lên trên mã 69 ạ. Con này cũng rất đẹp nhá. Mã 69. Nữ tiếp đây, nữ rất đẹp luôn ạ. Con này 55-60 cân ạ. 55-60 kg của nữ này. Lên trên mã 22. Mã 22 ạ. Gió thể thao này. Gió thể thao ạ. À. Em này 70-75 cân, 75 cân ạ. À. Con này trên dưới 75 cân. Lên trên mã 84. Con này mã 84 ạ. Con này có mũ nhá. 22 chân gà. Em này có mũ nhá. Nữ cái nam này em. Con này bé trai thì đúng không chứ. Con này của bé trai là 45-50 cân. Bé trai 45-50 kg cho em nhá. 45-50 kg dàn di ạ. Con này lên trên mã 62. Dàn di. Mã 62 ạ, 45-50 cân, mã 62. Phát mờ. 60 của Lê Cần Việt Tiến. Con này của HM, con này 55 cân. Bắp cải có chốt đâu. Con này HM trên dưới 55 cân ạ. Lên trên mã 40 ạ. Mã 40 nhá. Con này của bé ạ. 30 kg này. Gió 30 kg nhá. 30 kg ạ. Con này 99k này. Lên trên mã 04. Mã 04 ạ. Nhưng mà bé bỏ ra để mà... 40 Minh Thắng. Con này trên dưới 50 ạ. Con này cũng trên dưới 50 kg. Bé. Con này cũng 99k lên trên mã 54. Mã 54. Gì đây? 04 người vùng than. Con này 50-55 cân. Con này lữ nhá. Lữ 50-55 cân. Lữ 50-55 cân. Lên trên mã 41. Đúng rồi anh Linh, lực chưa? Mã 41. Có con nào giá khác em báo khác. Ôi dồi, lữ đẹp chưa? Con này cũng 50-55 cân này. Rất chi là đẹp luôn con này nhá. Gió lữ. Lên trên má 08 á. Con này má 08 này. 08. Nữ tiếp à. Con này 55-60 cân nữ này. Hợp thế. 55-60 kg ạ. Cứ như kiểu mùi nước hoa ấy. Con này má 16. Má 16 cho em này. 08 chân gà. Adidas này. Em nhầm nhá, 08 đây cần về tiền. Adidas 55 cân ạ. 55-60 cân. Con này Con này nỉ đá. Anh mặc thế nào? Mặc rồi. Mặc rồi. Thử phát. Con này nam nữ này rồi. Đẹp. Ừ, đẹp phết này. Được đấy. Con này trên dưới 55 cân ạ. À. Đáp. Em này 200k đấy. Lên trên mã 53 nhá. Mã 53. Tiếp tục con này trên dưới 55 cân. 50-55 cân ạ. À. Chân gà sau nhá. 50-55 cân ạ. À. Con này 99k này. 53 Phương Vũ. Con này mã 73. Mã 73. Tiếp theo ạ, à, con này 55-60 cân này.
Nữ 55-60 cân. Nữ 55-60 cân. Con này lên trên má 42. Má 42. Sắp hết rồi đúng không? Áo thể thao mềm thế nhỉ? Cầm vào như cầm vào gió. Mà đúng cầm vào gió thôi. Vào gió. Em này 65-70 cân ạ, à? Trên dưới 65 cân. Em tặng con này này. Lên trên má 12, tặng má 12 ạ. Tặng má 12 nhá. Chân gà em không ưu tiên ai đâu nhá. Khách quen nên rồi, shop ưu tiên 2 lần rồi. Ưu tiên mã gì anh ơi? Đắt à? Anh có muốn xem không, em cho xem. Em cho xem. Mười hai Vũ Huyền. 12 cái mã tặng đúng không? Ừ. Em cứ chốt trên đấy được. Đúng rồi, Vũ Huyền đúng không? Tiếp theo nhá, con này trên dưới 55 cân. Trên dưới 55 cân ạ. Em này 99k lên cho em mã 67. Ok, em cho xem lại. Thời gian còn nhiều. Mã bao nhiêu nhỉ? 4. Bên em là chốt theo phần mềm anh nhá. Ôi, mỏng thế. Con này là áo gì? Chanel. Con này là áo gì con này? 40. Đâu rồi đưa đây? 08. Con 08 đúng không? Con Adidas đúng không? Hay là con gì? Đấy, còn một chiếc nữa, em chốt đi. Giống như hệt đấy. Ai kiện? Bảo anh châm gà chốt con này đi. Đây anh ơi. Giống như hệt. Đây cho anh xem nhá. Ở dưới là cái mã 08 không ai chốt này. Con này sau cái mã 04 này này. Lê Cần Việt Tiến là bên em chốt cho anh Lê Cần Việt Tiến này. Và châm gà đứng thứ hai nhé. Ai comment trước thì nó ở dưới mà ai comment sau nó ở trên. Đây. Đây là người comment mới nhất là ở trên đây này. Đấy, anh hiểu không? Bọn em chốt là chốt theo phần mềm nó báo như nào chốt vậy. Đây. Anh bảo khách quen shop ưu tiên không bao giờ ưu tiên đâu. Chắc anh mới vào nhà em thôi. Đúng không? Anh mới vào nên anh không biết chứ em làm không bao giờ ưu tiên ai đâu nhá. Đấy. Anh hiểu không? Cho còn khách riêng khách quen bên em thì không có ai bao giờ phàn nàn về vấn đề chốt hàng đâu, tại vì mọi người đều hiểu hết là việc tuân thủ theo cái máy nhá. Đưa con này đây. Đây có một cái con tương tự này. Đây, thôi không anh mừng. Đây có một cái con tương tự, con đấy cũng màu cũng kiểu như thế này này. Anh ơi, Tilofa. Anh mà chốt thì ok cho em cái nhá, con này mã 42, chốt cho em mã 42 ạ. Mã 42 nhá. Con này chắc chỉ 30 cân thôi. Châm gà em có bảo là em mới đọc chữ châm còn chưa nói hết. À. Tức là định chốt nhưng mà đấy ok chốt cho anh ấy. Con này 35-40kg nhá, em này 50k thôi ạ. Con này thì mới 100% có chữ Chanel ở dưới này. Con này 50k này. Con này chắc cho các bạn là nữ 40kg. Các bạn nữ 40kg nhá. Con này mã trên là mã 33. Con này mã 33 50k. Gì nữa em? Nguyễn Ngọc Thành, anh mạng anh chậm quá. Hết chưa? Đây còn cái này. Còn cả đống này này mẹ. Em này 80 cân. Alo.
Em này trên dưới 80 cân ạ. Con này chỉ 9k. Đang ở bên 99k nhá. Sắp xếp bàn ghế cho bố này. Sắp xếp bàn ghế cho bố này rồi à? Vẫn bắt bố làm việc à? Giấy in đấy béo. Giấy in đấy. Con này trên dưới 70 cân New Balance. Con này vẫn nhẹ thôi. Lên cho em má 14 ạ. Con này 50k em. Con này trên dưới 70 cân má 14 New Balance. Mình cũng phải quên đây. Để cho mình đặt đầy cả quần áo đấy. Ok. Ok anh, ok anh. Thôi em nên thế rồi mọi người, hôm nay nên hết rồi. Con này của Lữ à. Thôi bốn tuần lên. Lữ tiếp này. Con này Lữ tím đẹp này. Con này Lữ 5560 cân ạ. Nữ 5560 cân ạ. Con này 99k lên cho em mã 06 nhá. 99k mã 06. Mã 06 ạ. Kết nhất cái mũ rồi anh, không dám hỏi. Xem lại mã 09 số ơi. Lên giày đi anh, giày mai nhá. Tiếp theo là trên dưới 70 này. Em thỏa mã rồi, chả biết là con áo nào. Ôi, con áo này ngon này. Trên dưới 70kg nhé nhá. Con này trên dưới 70kg. 09 nó tháo ra rồi ạ. Lên cho em mã 01 ạ. Con này trên dưới 70kg, mã 01 nhá. Mã 01 01 ạ. Mã 14 chốt. Chốt chưa? Con mã 01 đẹp đấy bác, chốt rồi. 55kg không sốt. 55kg mà em không còn thôi. 01 Hoàng Gia. Hết rồi cả nhà nhá. Cho mình áo 65-67. Chốt mãi không được. Con này rộng quá, con này 80 cân. Con đắt nào 80 cân không? Con đắt 80 cân, cao 1m73. Con đắt hình như chốt rồi. Bác chốt con này 80kg này. 80kg con này mã 02 ạ. Mã 02. Rồi cảm ơn cả nhà nhá, hôm nay em nghỉ sớm. Nghỉ sớm tí. Mai thì chưa mai lên giày trẻ em đúng không? Mai em lên lặp đi lặp lại nhá. Anh Toàn Nguyên nhá. Mã 01 chốt 30 phút rồi, giờ sao giờ lại lên lại phúc. Miễn là con mã 01 nó là hàng khác là được anh. Ví dụ như là em chốt rồi thì xuống dưới người ta dỡ mã ra, người ta ghi tên anh vào đấy rồi, con áo đấy thuộc về anh rồi. Còn cái mã đấy em lại đem lên đây em lên lại. Anh hiểu không? Đấy. Cái mã 01 này xuống đấy rồi, xong bỏ áo đi. Ghi tên anh gì đấy. Anh Toàn Nguyễn này này. Anh Toàn Nguyễn chốt được con đấy rồi, xong cái mã 01 này đem lên đây lên lại. Thế thôi mà anh. Anh được mấy phút? Được 4-5 cái nhá. Rồi cảm ơn cả nhà nhá, em xuống đây. Hôm nay em lên vậy thôi ạ. Mai thì chưa mai giờ trẻ em, còn tối mai em sẽ lên giày người lớn nhá. Tối mai lên giày người lớn ạ. Cái gì đấy? Rồi chào cả nhà. Boom.